Trong video này, tôi muốn giới thiệu tới các bạn một tác dụng nữa của tầm 10 cây dâu. Đó là tác dụng chữa đau thần kinh tọa. Các bạn đã biết đau thần kinh tọa có nghĩa là cái thần kinh nằm phía sau lưng, phần ngồi xuống. Người ta gọi đó là dây thần kinh tọa. Dây thần kinh này có sự ảnh hưởng rất lớn tới hai cái chi dưới, đó là hai đôi chân. Nếu như không chữa thì lúc đầu thì nó sẽ tự khỏi, nhưng sau 5 tháng thì càng ngày nó bị càng đau lên, và có thể dẫn tới hai chân sẽ không cử động được. Để chữa được cái bệnh đau dây thần kinh tọa này có rất nhiều phương pháp, nhưng tôi xin giới thiệu với các bạn đó là phương pháp dùng cái tầm 10 cây dâu. Các bạn chỉ cần dùng độc vị tầm 10 cây dâu này chữa cũng đã khỏi. Các bạn có thể dùng từ 5 thang cho đến 10 thang tầm 10 cây dâu. Sắc uống hàng ngày các bạn đã thấy tiến triển rất tốt. Với cái liều lượng các bạn nên dùng từ 50-70g tầm 10 cây dâu khô. Để mua được cái tầm 10 dâu thật thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trên màn hình. Chúng tôi xin khẳng định với các bạn, chúng tôi bán tầm 10 dâu thật 100%. Các bạn không tin thì có thể mua tầm 10 dâu tươi tại vườn nhà bác thôi. Xin chân thành cảm ơn.